Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Và bây giờ ở phần 2 này chúng ta trở lại với nước Mỹ và với ông Tổng thống Joe Biden. Những sự kiện mà sắp tới ông Biden với cái lịch trình dày đặc thì quý vị đã rõ rồi. Nhưng mà có một câu chuyện mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị. Đó là một cái bản công bố, một cái bản báo cáo từ cơ quan lưu trữ quốc gia là NARA đó. Họ đã buộc phải công bố những cái email mà ông Biden lúc mà còn đang là phó tổng thống dưới thời của cựu tổng thống Barack Obama đó. Thì theo một cái đơn kiện của một cái tổ chức có tên là Southeastern Legal Foundation, là một cái nhóm tổ chức phi lợi nhuận. Họ nói như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng đây là một cái tổ chức mà đứng đằng sau nó đó là một trong những cái cố vấn dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump. Đó là ông Stephen Miller, là kiến trúc sư trưởng của những cái chính sách về di dân rất là hà khắc dưới thời của cựu tổng thống Donald Trump. Và cái tổ chức này đã dựa theo ở nước Mỹ có một cái luật gọi là FOIA, thưa quý vị, là Freedom of Information Act, là theo đó là họ sẽ yêu cầu những cái cơ quan chính phủ phải cung cấp những cái thông tin mà công chúng có quyền được biết và có quyền tra cứu và tiếp cận với những cái thông tin như vậy. Thì cái tổ chức Southeastern Legal Foundation này đã nộp đơn kiện cơ quan lưu trữ quốc gia là NARA là liên quan tới những cái hồ sơ mật từ bữa tới giờ mà quý vị thấy rất là rầm rộ, liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump, rồi đến ông Biden, rồi đến ông cựu phó tổng thống Mike Pence đó. Thì đơn kiện này là từ hồi năm ngoái rồi, nhưng mà đến bây giờ thì khi mà có phán quyết chính thức của tòa và tòa nói rằng là no, NARA phải công bố những cái thông tin này. Thông tin gì? Những cái email mà người ta nhìn thấy trong cái bộ phận mà lưu trữ mà NARA có được sau khi mà ông Biden rời cái nhiệm kỳ của mình với vị trí là phó tổng thống đó. Thì bây giờ NARA công bố là họ phát hiện tới 5.400 bản ghi chép. Mà trong đó đó ông Biden đã sử dụng những cái email mà nó không phải là đến từ cái tài khoản email chính danh khi mà ông đang là phó tổng thống, mà ông sử dụng những cái tài khoản email khác nhau để mà ông gửi thư ra bên ngoài, để ông gửi, trong đó có cả cái ông con là ông Hunter Biden. Và đặc biệt là trong cái thời gian mà theo bên phía cái tổ chức phi lợi nhuận và phi chính trị này nói, và đây là một cái tổ chức cực hữu thưa quý vị, và bên phía Cộng Hòa cũng chỉ trích nhiều, đó là những cái email mà ông Biden trao đổi với ông con là ông Hunter đó, trong cái thời gian mà Hunter Biden đang làm ăn với công ty năng lượng của nước ngoài Burisma mà lại có chân trong cái hội đồng quản trị. Câu chuyện này chúng tôi cứ thưa hoài nhắc hoài, chắc quý vị đã nằm lòng. Thì bây giờ đó, người ta mới phát hiện ra là có rất nhiều những cái, có tới 3 cái địa chỉ email, 3 địa chỉ email khác nhau mà ông Biden đã sử dụng để mà communicate, để mà trao đổi thư đi tin lại. Con én bay đi, con nhạn bay lại, thư đi tin lại với lại phía bên ngoài, trong đó có ông Hunter Biden. Đó là cái địa chỉ như là robinware456@gmail.com. Rồi một cái tài khoản khác là JRB, JB thì chắc là Joe Biden, nhưng mà kẹp giữa là chữ R. Chữ R này có nghĩa là Robin, giống cái địa chỉ email đầu tiên. JRBware@gmail.com. Hay là một cái địa chỉ khác nữa là robert.l.peters@pci.gov. Đó là 3 cái địa chỉ mà ông Biden đã sử dụng. Thì trong số những cái email này chưa thấy có một cái nội dung gì mà theo bên phía đảng Cộng Hòa họ vẫn đang tấp rập đưa ra những cái lời tuyên bố cho rằng là ông Biden tham nhũng. Chưa đến chừng phút này vẫn chưa có được những cái email nào thấy như vậy. Mặc dù có những cái email đúng từ 3 cái tài khoản này thấy là ông Biden là có trao đổi với ông con Hunter Biden. Và Hunter Biden cũng có gửi cho cha mình những cái lịch trình, những cái meeting mà hay là những cái party mà ông Hunter Biden có tiếp đãi những cái giới chức của Burisma. Đó là một cái điểm rất là quan trọng. Nhưng mà để thấy là từ 3 cái email này có dùng để mà làm ăn,
rồi với vai trò của Joe Biden lúc đó là phó tổng thống, rồi đưa ra những cái chính sách của nước Mỹ để mà phục vụ cái công chuyện làm ăn của Hunter Biden hay không, thì xin thưa quý vị, đến giờ phút này vẫn chưa tìm thấy một chứng cứ nào như vậy. Quý vị không quên rằng chúng tôi đã nhiều lần thưa những cái cuộc điều tra của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện hiện nay, kể từ khi mà họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện đó, và nhất là với hai nhân vật, ông James Comer là chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện và ông Jim Jordan là chủ tịch Ủy ban tư pháp Hạ viện, cứ nói hoài cái chuyện Biden tham nhũng, nhưng mà nói rằng có bằng chứng hay không, có bằng chứng hay không thì đến chừng phút này chưa có bằng chứng. Chúng tôi đang không bao biện cho bên nào và chúng tôi đang không che giấu bên nào. Quý vị nhớ rõ ràng James Comer nhiều lần nói rằng nghiên cứu những cái giao dịch tài khoản ngân hàng của Hunter Biden thì thấy là có chuyển vô cho các cái thành viên của Joe Biden, nhà gia đình Joe Biden, nhưng mà tuyệt đối không có một cái đồng nào được chuyển đến Joe Biden. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, quý vị nhớ rồi, là cả cái câu chuyện ông James Comer nói có 17 cái đoạn ghi âm là cho thấy là cái ban điều hành Burisma có phải chi ra, phải ói ra, nhả ra 5 triệu để mà hối lộ cho ông Joe Biden. Để rồi sao thưa quý vị? Chúng ta chờ nghe những cái đoạn ghi âm đó, nhưng rồi cuối cùng chính James Comer và cả ông thượng nghị sĩ Chuck Grassley ở Thượng viện cũng phải nói rằng là bây giờ cái nguồn đó nó đi đâu mất tiêu rồi. Và cả những cái đối tác của Joe Biden là Devin Archer cũng bước ra quốc hội để rồi điều trần và nói một câu rằng là trong suốt cái thời gian mà họ làm ăn với nhau đó thì họ thấy là có những cái cuộc gọi mà Hunter Biden gọi cho cha của mình rồi để speaker mở loa lên và ông Biden có nói chuyện và say hi với mọi người. Nhưng mà có một cuộc gọi nào mà trong đó Joe Biden đứng ra để mà thương thuyết hay là hứa hẹn đưa ra những cái chính sách gì không, thì ông Devin Archer, quý vị nhớ, cảm ơn ban kỹ thuật, khẳng định hai lần khi mà luật sư của ông đặt câu hỏi ở tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, ông khẳng định rằng tôi không biết rằng có những cuộc gọi như vậy. Đó là những gì đã diễn ra. Và thêm ngày hôm nay nữa, người ta phát hiện ra hàng ngàn những cái email mà nói rằng gửi từ ba cái địa chỉ khác, không phải là từ cái địa chỉ chính danh của Phó Tổng thống đó. Đúng là có như vậy. Nhưng thưa quý vị, nghĩ một cách, chúng ta nghĩ một cái điều rất là đơn giản như thế này. Ví dụ như quý vị đi làm cho một cái nhiệm sở nào đó và quý vị buộc phải sử dụng cái email của nhiệm sở cho những cái công việc, những cái giao tiếp trong cái cơ quan của mình, ngay tại sở làm của mình. Nhưng ví dụ quý vị phải sử dụng cái email để mà đi nói chuyện, để mà giao dịch cho những cái công việc khác, quý vị sẽ sử dụng email của sở hay là quý vị sẽ sử dụng những email cá nhân? Bản thân Hoàng Vy lúc này thưa quý vị, mở một cái iPhone lên, hiện nay chúng tôi có 8 cái account email khác nhau để cho những công việc khác nhau, trong đó có cả một cái email chỉ dành riêng để nhận bill bủng rồi shopping. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại câu chuyện của ông Joe Biden và những cái email này, từ cái công bố của NARA đưa ra mới nhất đây, và chúng tôi phải thưa quý vị, bởi vì làm cái công việc truyền thông và chúng ta đang chờ xem là trong số những email này nè, liệu là họ có tìm thấy được những cái email nào mà Joe Biden dùng để mà trao đổi cái công chuyện làm ăn với lại Hunter Biden và các đối tác ở nước ngoài hay không? Một lần nữa, người dân Mỹ rất là mong muốn biết chuyện đó. Một cái lời tuyên bố tiếp theo mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị, đó là tuyên bố từ chính vị dân biểu, một cái vị dân biểu ở trong nhóm Cộng hòa MAGA, trong nhóm House Freedom Caucus nha thưa quý vị, ở trong Quốc hội liên bang đó. Đó là ông Ken Buck đến từ Colorado. Ông này vừa mới nhất đây đã xuất hiện trên đài CNN với người bình luận viên chính trị đó là Jack Tapper. Và ông này nói như thế này nè thưa quý vị. Ông đưa ra hai cái nhận định. Ông nói đó là
đúng là cái chuyện mà bên phía Cộng hòa mà cứ lặp đi lặp lại chuyện điều tra luận tội và truất phế Biden á. Và cụ thể mới đây nhất là ông Kevin McCarthy, ông nói cái chuyện mà bắt đầu tiến trình để mà điều tra thu thập những thông tin dẫn đến cái việc mà luận tội và truất phế Biden á, câu chuyện này là một cái tiến trình rất là tự nhiên, nhất là những gì mà chúng ta có được đến ngày hôm nay. Những gì họ có được đến ngày hôm nay quý vị đã rõ, bởi vì chúng tôi tự hào rằng thưa không sót với quý vị một cái sự kiện nào liên quan đến những gì mà Đảng Cộng Hòa có đến ngày hôm nay. Và ông Kevin McCarthy nói rằng là đây là một tiến trình rất tự nhiên. Chính Jim Jordan ngay cả sáng ngày hôm nay đây thưa quý vị vẫn tiếp tục khẳng định rằng cái việc mà đưa ra bắt đầu khởi sự cái chuyện mà điều tra để mà dẫn đến truất phế Biden á, nó sẽ diễn ra rất là sớm, thậm chí có thể là vào cuối tháng 9 khi mà mấy ông bà lập pháp trở lại. Nhưng mà ông cái nhân vật Ken Buck mà chúng tôi thưa đó xuất hiện trên CNN vào chiều ngày hôm qua, khi mà người dẫn chương trình hỏi như này nè, ok bây giờ chúng ta quay lại Hạ viện do Đảng Cộng Hòa đang dẫn thế đa số nhé, thì bây giờ có cái chuyện mà cứ nói về cái việc mà truất phế Biden như vậy á, vào cái tháng vừa rồi chính ông đã nói rằng á, cái chuyện mà đề cập đến cái việc truất phế Biden nó giống như là một cái nó soi rọi ánh sáng vô đó, và nó làm cho những cái vị dân biểu bên phía Đảng Cộng Hòa cảm thấy rất là hứng khởi lên. Và để làm gì? Theo lời ông dân biểu Ken Buck này nói là để distract, để làm sao nhãn cái sự chú ý của mấy ông bà bên phía Đảng Cộng Hòa, để cho ông Kevin McCarthy có thể dễ dàng trong cái việc là thỏa thuận cho cái chính sách cho chính phủ cho cái năm tài khoá sắp đến. Đó là những cái lời tuyên bố của ông vào tháng trước. Thì theo người dẫn chương trình CNN, họ nói rằng bây giờ đến thời phút này thì cái chuyện mà ông trao đổi với những cái ông bà trong Đảng Cộng Hòa về cái chuyện truất phế Biden á, nó đã đến đâu rồi? Và cử tri mà ông đại diện ở Colorado đó, họ nghĩ gì về chuyện này? Quý vị hãy nghe chính dân biểu Cộng Hòa trong nhóm House Freedom Caucus trả lời nha. Ông nói rằng là tôi nghĩ rằng là ông chủ tịch Hạ viện sẽ đưa cái việc mà luận tội Biden ra sàn để mà bỏ phiếu. Nhưng mà thậm chí có thể ông ấy sẽ khởi sự cái tiến trình này mà không thông qua cái việc bỏ phiếu luôn. Còn nói về những cái người dân cử tri ở quê nhà ở Colorado mà tôi đang đại diện á, hầu hết trong phần nhiều trong số họ, hãy nói một cách công bằng nè, tôi nói một cách công bằng nè Jake, có nghĩa là người dẫn chương trình CNN á, đến hiện nay thực sự là không đủ những cái bằng chứng để mà có thể khởi sự cái tiến trình này. Ông này nói như vậy nha thưa quý vị, đến hiện nay hãy nói một cách công bằng là không có đủ bằng chứng để mà khởi sự cái tiến trình này. Nhưng mà xét về yếu tố những cái cử tri ở quê nhà của tôi ở Colorado đó, rất là nhiều người trong số họ muốn cái sự trả thù, là bởi vì ở Hạ viện trước đây đã luận tội và truất phế ông cựu Tổng thống Donald Trump 2 lần. Cho nên bây giờ người dân ở Colorado tôi đại diện, phần nhiều trong họ là muốn cái sự trả thù. Nhưng cũng có những cái số cử tri họ nói rằng họ không muốn cái chuyện trả thù và họ muốn cái chuyện move on. Đó là cái lời tuyên bố Hoàng Vy rất là ngạc nhiên, ngay chính một vị dân biểu trong nhóm House Freedom Caucus đã nói như vậy thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì ông lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Hạ viện là ông Hakeem Jeffries, cũng ngày hôm nay đây, ông xuất hiện trong một cái cuộc phỏng vấn ngay trên CNN. Và ông nói như thế này nè thưa quý vị, mọi người hãy nhìn kỹ Đảng Cộng Hòa đang làm gì hiện nay, dù là họ chiếm đa số. Một năm trời qua họ đã làm gì, ngoài cái việc là họ tiếp tục lấy cái order, take order, nhận cái yêu cầu từ cái vị Hakeem Jeffries dùng là their puppet master in chief, không phải là commander in chief nha thưa quý vị. In chief không phải là cái vị tướng lãnh mà dẫn dắt mà để đưa ra những cái chính sách có lợi cho nước Mỹ, mà chỉ là một cái vị mà chuyên để giật dây những cái con rối. Và Đảng Cộng Hòa vẫn đang nhận những cái mệnh lệnh, những cái chỉ thị của cựu Tổng thống Donald Trump để mà tiến hành những cái cuộc truy sát đối với ông Joe Biden mà không có bằng chứng. Đó là lãnh đạo bên phía Đảng Dân Chủ đã đưa ra cái lời tuyên bố đó. Và thêm ngày hôm nay nữa, những cái thông tin về những cái email của ông Biden chúng tôi muốn gửi đến quý vị để có một cái bức tranh đầy đủ diễn ra liên quan đến câu chuyện này.
vẫn luôn được bàn đến mỗi ngày liên quan đến ông đương kim tổng thống. Một cái câu chuyện khác liên quan đến biên giới, thưa quý vị, theo cái tờ Washington Post cũng vừa mới thuật lại ngày hôm nay, đó là ở liên quan đến cái nhóm biên phòng, nhóm vệ binh quốc gia đó mà ông thống đốc Greg Abbott đã cử đến biên giới ở phía Nam, bởi vì ông Greg Abbott chỉ trích đó là ông Tổng thống Joe Biden là làm không có đủ để mà bảo vệ biên giới. Chúng ta không lạ gì về những cái sự chỉ trích này. Nhưng mà có một cái câu chuyện mới mà Washington Post vừa mới công bố, đó là một cái người lính trong vệ binh quốc gia của Texas đã bắn và làm bị thương một cái di dân ngay tại biên giới, nhưng mà không phải là cái di dân này đến ngay biên giới của nước Mỹ và đang chuẩn bị để mà đột nhập vào biên giới, thưa quý vị. Câu chuyện xảy ra đó là vào cái đêm ngày 26 tây tháng 8, khi mà cái người lính vệ binh này nhìn thấy ở bên kia sông là con sông Rio Grande ở khu vực El Paso, thưa quý vị, thì nhìn thấy là có một nhóm ba người đàn ông đang cầm dao và tấn công một cái nhóm di dân khác đang dự định là sẽ vượt sông và đi vào biên giới của nước Mỹ. Thì cái người lính vệ binh quốc gia của Texas này đã giơ súng lên và bắn và làm bị thương một thanh niên 22 tuổi có mặt trong cái nhóm di dân đó. Thì bây giờ bên phía vệ binh quốc gia và bên phía Texas, người ta đang bắt đầu cái cuộc điều tra để hỏi rõ là vì sao mà cái người vệ binh quốc gia và canh gác biên phòng của Mỹ đứng ở bên này sông mà lại chĩa súng và bắn chết một cái di dân ở bên kia sông. Đó là câu chuyện mà phải nói nó sẽ là cái đề tài gây tranh cãi và cả sự chỉ trích của những cái nhóm tổ chức dân quyền, đặc biệt là tổ chức bảo vệ cho quyền lợi của những người di dân. Một lần nữa, thưa quý vị, không ai đang nói rằng là hãy mở toang biên giới để mà đón hết tất cả di dân đến với nước Mỹ. Nhưng dù là di dân hợp pháp hay di dân bất hợp pháp, thì chúng ta dùng những cái chính sách và những cái đạo luật di dân để mà đối phó với họ. Nhưng có một điều đặc biệt quan trọng rằng họ vẫn là những con người. Họ bước vô để họ tìm một cái cuộc sống. Họ mong muốn có được một cái tấm vé để có thể ở lại trên nước Mỹ. Có thể sử dụng bằng những cái biện pháp khác nhau, ví dụ như là chặn không cho họ bước vô biên giới và yêu cầu họ hãy nộp đơn xin tị nạn ở ngay tại quê nhà. Đây là cái chính sách mà bên phía chính phủ Biden đang sử dụng, thậm chí là đặt một số cái điểm ở những cái nước như là Nicaragua, thậm chí là Mexico, rồi Canada, và yêu cầu là những cái người mà tị nạn đó hay là di dân đó hãy nộp đơn ở nhà đi. Nếu mà đến biên giới của nước Mỹ mà thấy rằng là chưa hề nộp đơn mà bị lính biên phòng mà chặn lại á, là sẽ bị đẩy về trở lại. Đó là cái chính sách mà chúng ta đang thấy hiện nay. Nhưng nói gì thì nói, cái chuyện mà họ có muốn vô nước Mỹ một cách bất hợp pháp hay là hợp pháp, hãy khoan nói về cái yếu tố là legal, là luật pháp, thưa quý vị, họ vẫn là những con người. Cho nên ngay mới nhất cũng trong tuần này đây, ông Greg Abbott lại sử dụng xe bus và chở những cái người di dân bất hợp pháp, và đây là cái chuyến xe bus thứ 10 trong năm nay rồi, đến ngay tại vùng Los Angeles này. Và đặc biệt vừa qua ở California có cái cơn bão xảy ra, nhiều người đang nói rằng cái hành động của ông thống đốc của Texas như thế này nó rất là không có nhân bản một chút nào hết, và sử dụng di dân như những con bài chính trị để phục vụ cho cái mục đích của mình. Và quý vị không quên cả ông thống đốc của Florida là ông Ron DeSantis cũng sử dụng rất là hiệu quả cái chiêu bài này. Nói về cái chuyện di dân thì từ năm 2010 đến năm 2020, thưa quý vị, đã có 6 di dân bị lính biên phòng đã bắn chết như thế này và bây giờ vẫn đang điều tra. Còn xét về cái lực lượng biên phòng, từ năm 2003 cho đến năm 2019 thì cũng đã có 35 nhân viên của biên phòng cũng bị chết từ những cái chuyện mà xung đột giữa hai bên như thế này. Để thấy là cái vấn đề về khủng hoảng di dân á, nó một lần nữa không phải chỉ diễn ra ở ngay thời của ông Joe Biden, mà nó diễn ra bất kỳ thời Tổng thống Cộng hòa hay là Tổng thống Dân chủ nào. Đó là câu chuyện liên quan đến cái việc mà di dân ở biên giới vừa mới xảy ra mới nhất.
Và chuyển sang cái tin tức khác liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Một tin vui cho quý vị với những ai là ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, mà đặc biệt là ở California, ở Nam California, ở ngay rất gần với lại chúng tôi đây đó thưa quý vị. Thì nếu như những ai mà ủng hộ ông Trump đó, mà thấy là vừa rồi á, là mua những cái cốc cà phê hay là những cái chiếc áo t-shirt mà có hình chụp mất shot của ông Trump á, đúng một lần nữa Hoàng Vy lại lặp lại là ông Trump rất là giỏi trong cái việc là biến nguy thành cơ, biến một sự kiện mà nó đi vô lịch sử của nước Mỹ thành một cái cơ hội để mà gây quỹ, để mà kiếm tiền. Đúng là có một không hai thưa quý vị. Nhưng nếu như là quý vị khán giả nào mà ủng hộ ông Trump mà cảm thấy là mua mất shot chưa có đủ, thì quý vị có một cái cơ hội để có thể chụp hình trực tiếp với ông Trump luôn ngay tại Nam California và ở Costa Mesa đây. Là bởi vì vào ngày 30 tháng 9 sắp tới đây, ông Trump sẽ đến Costa Mesa trong một cái hội nghị của Đảng Cộng hòa diễn ra ở Anaheim, rồi ông sẽ có một cái buổi gây quỹ. Theo đó, vé mời được tham gia đó thưa quý vị là có giá từ 1.000 đô la Mỹ cho đến 23.000 đô la Mỹ để mà bước vô cái sự kiện này. Và với những cái vé mà 5 chữ số như thế này, 23.000 trở lên á, thì sẽ dành cho một couple, rồi được ăn tối với ông Trump, rồi được chụp hình sát bên cạnh ông Trump. Đó, nếu như cảm thấy là cầm cái chiếc cốc cà phê mà thấy hình ông Trump chụp mất shot chưa đủ, thì quý vị có thể đến tham dự cái sự kiện này để mà có thể chụp hình với lại cựu Tổng thống Donald Trump. Và cũng trong sự kiện của Đảng Cộng hòa Anaheim á, thì người ta nhìn thấy có một số nhân vật như là Thượng nghị sĩ Tim Scott, cũng như là ứng cử viên bên phía Đảng Cộng hòa Lloyd Joy Vivek Ramaswamy, mà chút nữa đây Hoàng Vy sẽ thưa quý vị, cũng đến California và sẽ tham dự cùng với ông Trump trong sự kiện của Đảng Cộng hòa. Và chúng tôi xin phép sẽ được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.